Anh đã mong rằng chúng ta cũng cố gắng có mặt trọn vẹn cho hết tất cả các thời khóa, lắng nghe cho kỹ các cái hướng dẫn và thực tập nghiêm chỉnh thì mình được lợi lạc. Chào hết tất cả chư tôn thì Đức Tăng Ni cùng toàn thể đại chúng ở thiền viện Phước Sơn. Tối hôm qua cái ngày khai mạc thì chúng tôi đã nhắc nhở quý vị để chúng ta chuẩn bị cái tinh thần vào cái ngày đầu tiên này. Vạn sự khởi đầu nan, tất cả mọi việc luôn luôn có những cái khó khăn, đó là nguyên tắc, đó là quy luật của vũ trụ, đó cũng là lý do tại sao mà chúng ta dành chúng ta như thế. Giai đoạn đầu nó khó khăn thì chúng ta mới có thể có được cái hậu, cái cuối cùng nó tốt đẹp. Còn nếu đầu tiên mà chúng ta cái gì cũng dễ dàng hết, chủ quan hết thì cuối cùng nó sẽ gặp cái khó khăn. Vậy thì đến với cái lớp học này, mặc dù nó nằm trong một cái thiền viện, nằm trong cái không gian của tôn giáo tín ngưỡng, nhưng hoàn toàn nó không mang một tính cách tôn giáo nào hết cả. Do đó chúng ta nhớ rằng ngay cả chư tôn Đức Tăng Ni cũng vậy, mặc dù mình khoác chiếc áo của tu sĩ, nhưng mà chúng ta nhớ đây là những điều căn bản nhất. Thậm chí trong cái văn hóa truyền thống Việt Nam mình, ông bà chúng ta đã nhắc rồi, nhưng mà hầu như không có một cái trường lớp nào dạy chúng ta nghiêm chỉnh, và chúng ta cũng chẳng có thực tập được nghiêm chỉnh trong đời sống hàng ngày của mình, thậm chí như ngay cả trong tu viện. Vậy thì cái văn hóa Việt Nam dạy cái gì trước hết? Học ăn rồi mới học nói. Nhưng mà chúng ta chỉ nghe nói thôi, chưa có ai hướng dẫn chúng ta cụ thể, và thậm chí chúng ta cũng thực tập nó trong đời sống hàng ngày của mình, xem nó như những cái gì bình thường nhất. Vậy thì đây là một lớp học giúp cho chúng ta có những cái kiến thức căn bản nhất ta đưa vào trong những cái sinh hoạt rất bình thường trong đời sống của chúng ta, chứ nó không mang tính cách tôn giáo tín ngưỡng. Dù anh có là một cái người nông dân, một người thầy giáo, và thậm chí kể cả chủ tịch nước hay tổng thống cũng phải ăn, chúng ta chưa có ai có thể hít không khí và uống nước lã nước lọc có thể sống mãi được hết cả. Nếu chúng ta ăn đúng, sinh hoạt đúng, hít thở đúng thì chúng ta có cuộc sống bình thường thôi. Ăn uống ngủ nghỉ thở, đó là cái nhu cầu cơ bản của mình. Làm việc cống hiến phục vụ, đó là cái cho ra để cân bằng lại cái vay và cái trả. Như vậy cái vào không chuẩn thì làm sao cái ra nó chuẩn được. Vậy thì đây là những cái căn bản nhất trong đời sống của bất kỳ một con người nào, trong một xã hội nào. Thì một lần nữa, mặc dù cái lớp học được tổ chức ngay trong tu viện hay môi trường tôn giáo, nhưng nó không mang tính cách tôn giáo tín ngưỡng gì hết cả. Và nó mong rằng chúng ta sẽ học cách nghiêm chỉnh và thực tập cách nghiêm chỉnh về cái lời lạc của chính mình. Cái điều thứ hai nữa là quý vị thấy trước mặt quý vị là hình ảnh của ai? Hình ảnh của Bậc Giác Ngộ, Đức Thế Tôn. Mặc dù Ngài là thầy của trời và người, có thần lực, có thần thông, tất cả ma quân, tất cả mọi cái thế lực đều phải khuất phục trước cái sức mạnh thể chất và tâm linh của Ngài. Thế nhưng khi những cái người trong dòng tộc Thích Ca bị sát hại, Ngài vẫn còn đó. Sức mạnh có, lòng từ bi có, nhưng mà Ngài có cứu được một người nào trong dòng họ thế tục của mình hay không? Thưa quý vị, không. Vậy thì đó là cái bài học để cho chúng ta thấy rằng tất cả những gì mà bậc thầy của chúng ta để lại cho chúng ta là những cái kinh nghiệm xương máu, chỉ cho chúng ta phải học và phải thực hành, mỗi người phải tự động chuyển hóa cho chính mình. Không ai có thể giúp cho mình chuyển hóa được. Ngay cả hít thở giùm mình còn không hít thở được thì làm sao chịu được cái bệnh, cái khổ, cái đau, làm sao chuyển hóa được hết tất cả những cái phiền não của mình. Vậy thì chúng ta phải học để làm sao
chuyển hóa tất cả những cái phiền não khổ đau, tất cả những cái tù túng bế tắc bệnh tật trong thân và trong tâm của chúng ta ngay trong đời sống hàng ngày của mình, chứ không ai có thể giúp được mình tất cả, kể cả máy móc thiết bị, kể cả tất cả những cái phương tiện hiện đại ngày nay. Và đời sống càng tiện nghi bao nhiêu, khoa học kỹ thuật càng tiến bộ bao nhiêu, thì bệnh tật nó càng gia tăng, phiền não căng thẳng nó càng nhiều. Thì đây, cái thời gian chúng ta có mặt 5 ngày ở đây chẳng là gì cả so với chuỗi dài vài chục năm, vài chục ngàn ngày với cuộc đời của chúng ta. Tuy nhiên, nếu chúng ta có mặt trọn vẹn và trân quý cái cơ hội này, ít nhất nó cho chúng ta những cái cơ bản nhất mà tất cả những cái kiến thức này ai cũng đã học trong ghế học phổ thông, ai cũng đã được học trong cái văn hóa truyền thống của Việt Nam rồi. Chỉ có điều là chúng ta học xong chúng ta bỏ, chúng ta học chỗ này chúng ta quên chỗ kia, mà chúng ta không kết nối nó lại được với nhau, thành ra một cái chuỗi liên tục. Và quan trọng hơn hết là chúng ta không ứng dụng được vào trong cái đời sống hàng ngày của mình. Và ngày nay thì chúng ta bị những cái phương tiện xung quanh nó chi phối chúng ta nhiều quá. Chúng ta là không có cái niềm tin vào chính mình, và chúng ta không tin vào cái luật vũ trụ. Chúng ta không thực tập nghiêm chỉnh. Thì chúng ta càng hướng ra bên ngoài nhiều bao nhiêu thì chúng ta lại càng bị dụ nhiều bấy nhiêu, càng bị làm nô lệ nhiều bấy nhiêu. Đó là lý do tại sao trong những ngày ở đây, hôm nay là cái ngày đầu tiên, chắc chắn nó sẽ có rất nhiều cái mới mẻ. Và điều mới mẻ này cũng rất tốt, cho dù quý vị là những học viên cũ. Thông thường trong mỗi lớp học như vậy nó có khoảng 30 đến 40% là học viên cũ, vì thấy chuyển hóa lợi lạc tiếp tục muốn học thêm để được chuyển hóa hơn. Tuy nhiên chúng tôi vẫn mong quý vị xem mình như là một người mới hoàn toàn. Vì lý do gì? Thứ nhất, bởi vì luật vũ trụ cơ bản nhất là vô thường, đổi thay, không có gì tồn tại mãi với thời gian. Vậy thì cái con người của mình ngày hôm qua, giây phút trước nó đã qua rồi. Những cái kiến chấp, thành kiến, định kiến, những cái bệnh tật, phiền não, bế tắc của mình ngày hôm qua cũng cho nó qua luôn. Bây giờ mình phải làm mới, sống trọn vẹn ngay cái giây phút này thì mình mới được làm mới tiếp tục. Thứ hai, mình xem mình là học viên mới hoàn toàn, mặc dù mình đã tham dự lớp này một lần, hai lần, ba lần trước kia. Để làm gì? Để mình lắng nghe cho kỹ, cho trọn vẹn và hoàn tất. Bởi vì có khi mình nghĩ rằng mình là học viên cũ rồi, thành ra là mình ngồi mình lơ đễnh, mà mình không biết rằng mình không trọn vẹn và hoàn tất, không liên tục thì nó sẽ không thành tựu được. Và cứ như thế, từ cái lớp cơ bản đầu tiên mình đã bị hỏng, qua lần thứ hai mình nghĩ rằng mình là học viên cũ rồi, mình lại lơ đễnh tiếp tục, thành ra mình lại hỏng tiếp. Và qua lần thứ ba, thứ tư cứ thế như vậy, tức là mình cứ bị hỏng mãi, không hoàn tất và liên tục. Thì như vậy chúng ta cũng sẽ không bao giờ chuyển hóa được hết tất cả những cái bệnh tật, phiền não, khổ đau của mình được cả. Thành ra, cho dù quý vị 30-40% học viên trong lớp này của chúng ta là học viên cũ, mình cũng vẫn phải xem mình như là một học viên mới hoàn toàn, chú tâm hoàn toàn vào từng thời khóa và có mặt trọn vẹn xuyên suốt hết tất cả các thời khóa, không bỏ thời khóa nào hết. Bởi vì mỗi một thời khóa nó được thiết lập để hỗ trợ cho nhau và kết nối với nhau, giống như hệ hô hấp nó phải đi với hệ tuần hoàn. Tuần hoàn nó phải đi với thần kinh, nó phải đi với tiêu hóa, nó phải đi với miễn dịch, nó phải đi với nội tiết, không đứa nào được tách rời khỏi đứa nào hết cả. Vậy thì tất cả những thời khóa được thiết kế là để nó hỗ trợ cho nhau. Và đời sống của chúng ta nó đa dạng, đó cũng là vô thường, mà đó cũng là vô ngã, ứng dụng vào ngay trong cái thời khóa, trong sự thực tập của mình. Chứ đừng nghĩ rằng mình là thì học viên cũ rồi là mình thích cái giờ nào mình vào giờ đó, và những giờ khác mình không tham dự. Thì như vậy đó là đối với những học viên cũ, và đối với học viên mới thì mình càng phải thực tập nghiêm chỉnh, trọn vẹn và hoàn tất hơn, thì mình mới nắm bắt được rõ ràng đầy đủ và thực tập nghiêm chỉnh để gặt hái được cái lợi lạc cho chính mình. Trước hết mình thực tập tới đâu thì mình sẽ được lợi lạc tới đó. Nhớ là không ai có thể thực tập cho mình, không ai có thể hít thở được cho mình, chỉ đừng nói là tiêu hóa cơm nước và thức ăn thức uống. Và thậm chí
cái dễ dàng, cái tốt đẹp mà ta chưa làm được cho mình thì ai chịu được dùng cho mình cái đau, cái bệnh, cái khổ, cái phiền não. Vậy thì cơ hội của chúng ta trong những ngày ở đây, chúng ta phải cố gắng, dù cái điều kiện xung quanh nó có khó khăn, nó không tiện nghi như ở nhà của mình đâu, nhưng mà đó cũng là cách để mình xa lìa hết tất cả những cái quen thuộc của mình. Con ruồi nó chết trong ủ mật mà mật ngọt, chứ nó không chết trong ủ mật đắng hay trong muối. Những cái thói quen, những cái phương tiện sinh hoạt đầy đủ ở nhà của mình, những cái thức ăn ngon lành là những cái nó làm cho chúng ta bị đắm chìm vào bệnh tật. Vậy thì cái môi trường ở đây nó có thể là không tiện nghi, không thoải mái, không như ý, nhưng mà nó có được cái sự cộng hưởng hấp dẫn của gần 300 học viên ở đây. Nó có được cái sự hỗ trợ của mấy chục anh chị em phụng sự, huấn luyện viên, thiền nguyện viên hỗ trợ cho mình. Và đặc biệt quý vị cũng may mắn là quý vị có hàng trên mấy chục tăng ni đang ngồi ở phía trên của mình, và xung quanh quý vị có cả hàng trăm đến hàng nghìn các thiền sinh đang trong cái tu viện, thiền viện này để hỗ trợ cho chúng ta. Vậy thì chúng ta phải tận dụng cái cơ hội, cái môi trường này. Đối với chư vị tôn túc tăng ni thì quý vị thực tập không phải vì lợi ích của quý vị, mà khi quý vị thực tập nghiêm chỉnh, nó còn là cái niềm khích lệ động viên cho hàng mấy trăm học viên ở đằng sau của mình. Anh đã mong rằng chúng ta cũng cố gắng có mặt trọn vẹn cho hết tất cả các thời khóa, lắng nghe cho kỹ các hướng dẫn và thực tập nghiêm chỉnh thì mình được lợi lạc. Đừng nghĩ rằng mình đang ở trong tu viện, đừng nghĩ rằng mình là tu sĩ là mình có thể cắt bỏ thời khóa hay là không thực tập hết tất cả những cái hướng dẫn của chương trình. Đấy. Đây là một cái hướng dẫn khách quan để đem lại cái lợi lạc cho tất cả mọi người chúng ta, và tất yếu người nào thực tập nghiêm chỉnh bao nhiêu thì chúng ta sẽ gặt hái được kết quả lợi lạc bấy nhiêu, bởi vì tất cả những gì mình được chia sẻ là những luật của vũ trụ, những quy luật tự nhiên khách quan tác động vào tất cả mọi đối tượng, kể cả như Đức Phật Gotama thành đạo rồi, chứng thánh quả rồi, tự tại trong sanh tử rồi, nhưng mà vẫn còn mang cái thân con người thì vẫn còn phải chịu trả những cái quả theo luật nhân quả mà mình đã gieo trước kia. À, với cái đời kiếp cuối rồi phải trả cho xong hết, chứ không thể nào trốn mà chạy được hết. Vậy thì cái môi trường ở đây nó tuyệt vời, nó hỗ trợ cho chúng ta, mặc dù nó có những cái khó khăn nhưng mà nó sẽ tuyệt vời hơn những cái môi trường khác. Và chỉ có vài ba ngày thôi, chúng ta cố gắng tận dụng cái cơ hội này để thực tập cho nghiêm chỉnh. Và mỗi một ngày chúng ta sẽ quen dần, mỗi một ngày nó sẽ rơi rớt bớt đi những cái bế tắc, những cái bệnh tật, những cái độc tố trong người, trong thân và tâm của mình. Thì một lần nữa cảm ơn hết tất cả sự đóng góp của các anh chị em phóng thiền viên, thiền nguyện viên cũng như là ban tổ chức ở thiền viện Phước Sơn. Cảm ơn chư tôn tiền đức tăng ni đã luôn luôn thực tập nghiêm chỉnh vì lời đạt của mình, là niềm khích lệ cho hàng trăm học viên năm sau lưng mình. Và cảm ơn hết tất cả bà con đã lắng nghe cái sự chia sẻ của chúng tôi cũng như anh chị em để thực tập vì cái lợi ích của chính mình và gia đình cộng đồng. Rồi chúc quý vị một ngày thực tập nghiêm chỉnh hoàn tất trọn vẹn để gặt hái được cái kết quả tốt đẹp nhất cho chính mình. Rồi, xin chào cả nhà.